Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 21, Hẹn riêng. Giờ tí, dưới Bạch Lộc Nhai. Nơi này thuộc địa phận ven rìa của Bạch Lộc Nhai, hơi nhích vào trong một tí sẽ chính là nơi được bao phủ bởi thần thức của Tư Mã Tiêu, không ai dám tùy tiện bước vào. Hơi ra phía ngoài một khoảng là một cây phượng tím lớn, ra đến đây là đã không thuộc địa phận Bạch Lộc Nhai, cũng ra khỏi phạm sáu thần thức của Tư Mã Tiêu. Viên thương mặt mày hậm hực đứng đợi dưới gốc cây, nếu qua hôm này mà Liêu Đình Nhạn vẫn chưa đến, y sẽ cân nhắc việc xử lý người này. Nếu chó mình nuôi không cắn địch thì phải phòng việc nó sẽ quay đầu cắn chủ. Tiếng bước chân xào sạc từ xa vọng đến, người đến không có ý muốn che giấu bản thân, chỉ duy nhất một mình. Viên thương bước ra từ bóng tối, đưa mắt nhìn liêu đình nhạn giọng điệu rất khó chịu u ám gắt gỏng để ta đợi lâu thật đấy liên lạc lần một lần hai cũng không thấy đâu một tí tin tức cũng không giao tới người bây giờ trèo được lên cao rồi coi bộ sắp chuẩn bị rứt áo ra đi rồi đúng không liêu đình nhạn cái gì vậy trời bạn trai bạn gái bất hòa rồi nói năng công kích nhau quả đúng là đàn trai biết đàn gái thay lòng gọi điện không bắt máy nhắn tin không trả lời cuối cùng hẹn gặp đàn gái lại tới trễ bị đàn trai trách móc, cái mùi chuẩn bị gây lộn đây mà, chân thật dữ vậy. Má, thằng ông nội bạn trai của cái xác này hết đường mà chạy. Cô nghĩ tới tên tổ tông có thể đang đứng sau lưng mình coi hát tuồng, dáng chấn tĩnh, tỏ ra lạnh lùng sang chảnh. Chúng ta đã kết thúc rồi, sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa. Mấy lời viên thương nói ra chỉ là mỉa mai thôi, y không ngờ con chó nhà liêu đình nhạn lại không coi chủ nhân là hắn ra gì. Nhất thời tức bốc khói, nghiến giọng ngươi đừng quên, mạng của ngươi còn đang trong tay ta. Cảm giác độc thực cốt phát tác hôm qua có ổn không? Liêu đình nhạn cũng nổi điên, quả đúng là thằng mất nết này dở trò. Đờ cờ mờ quả đúng là mày làm bà đây đau gần chết. Cái thứ đàn ông yêu không được đáp lại liền sinh hận thù, còn dùng thuốc độc kỳ dị khống chế bạn gái này, chủ nhân các thân này đúng là đuôi mẹ rồi mới đâm đầu vô, đến tên tổ tông đam mê giết người còn tốt hơn hắn, xem cô hôm nay nhất định giúp đương sự chấm dứt tình cảm. Cái thứ rác rưởi chỉ biết dùng thủ đoạn khống chế người khác như ngươi, không ai thèm theo ngươi là đáng đời lắm, còn dám đe dọa ta, đúng là không biết xấu hổ, ai mà sợ ngươi, giỏi thì tới đây. Tuy Liêu Đình Nhạn chưa có kinh nghiệm cãi nhau với bạn trai nhưng các bước chửi mắng cơ bản cũng biết chút đỉnh cô dám nói như vậy, lẽ nào không sợ chết sao? Viên thương bị cô chọc giận, lấy ra lục lạc sinh mệnh của Liêu Đình Nhạn, không chút do dự bóp nát cái thứ hai, chuẩn bị cho cô biết mặt. Hắn đã lộ ra nụ cười lạnh chuẩn bị xem cảnh Liêu Đình Nhạn đau đớn lăn trên đất rồi nhưng qua cả lúc lâu vẫn chẳng có gì xảy ra, chỉ có tiếng tán cây phượng tím xào sạc rung theo gió. Liêu Đình Nhạn đứng nguyên chỗ cũ, thần sắc vẫn không thay đổi không khí vừa lạnh lẽo vừa ngượng ngùng cái gì vậy lục lạc cái linh vật sinh mệnh này sao không còn tác dụng nữa lúc này đây viên thương mới cảm thấy chẳng lành ngươi thế này là thế nào ngươi đã giải được độc thực cốt rồi liêu đình nhạn thật ra cũng chả biết là chuyện gì nhưng cô biết chắc chắn là hôm qua tên tổ tông đã giúp cô giải quyết vấn đề lại không nhịn được gắn thẻ người tốt cho tư mã tiêu tuy là nhìn chả tốt lành gì nhưng với cô thì quả thật là một người tốt. Sao ngươi có thể giải được độc thực cốt? Nhất định là từ tạng đạo quân. Là tư mã tiêu giải độc cho ngươi có đúng không? Ánh mắt viên thương nhìn cô trở nên rất kỳ quặc, hết sức khó tin. Hắn đã giải độc thực cốt cho ngươi cũng có nghĩa là đã biết thân phận của ngươi rồi, vậy mà không giết ngươi. Mình rốt cuộc có thân phận gì? Liêu đình nhạn thầm trột dạ, mở miệng nói sư tổ không thèm để ý thân phận của ta, ngài anh minh sáng suốt, tính tình rộng lượng, sao lại tính toán mấy chuyện này với ta được. Nói chuyện như thiệt vậy á. Ánh mắt viên thương nhìn cô lại càng dị hoặc hơn, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này, lại có thể khiến hắn không màn thân phận, đúng là ta đã xem thường ngươi rồi. U ui, chua chát chưa kìa. Đúng rồi ấy, bạn gái cụ ông đi kiếm tình mới rồi, tức chết chưa? Liêu đình nhạn, chuyện giữa chúng ta đến đây là hết, sau này tốt nhất là ngươi đừng có đến chọc tới ta. Viên thương nào có chịu ngậm cục tức lớn tới vậy, ban đầu y hợp tác với ma vực, gái liêu đình nhạn vào canh thần tiên phủ, lại động tay chân đưa cô vào tam thánh sơn, bỏ ra nhiều công sức như vậy chả đạt được gì, con ả này lại còn đạp lên đầu y lấy đà mà bay, không làm gì được cho y thì đã không nói rồi, còn chơi cho y một vố. Thứ đàn bà gian trá còn mưu mô như thế này, lỡ đâu ngày sau thân phận ả à càng thêm vững chắc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y y không thể giữ lại một mầm mống tai họa như thế tư mã tiêu không để ý tới thân phận của ngươi chẳng lẽ những người khác trong canh thần tiên phủ cũng không để tâm sao nếu để trưởng môn với các cung chủ khác biết được ngươi nghĩ tư mã tiêu sẽ còn bảo vệ được ngươi sao hiện giờ tới thân hắn còn lo không xong hung hăng cũng chỉ được nhất thời thôi ngươi thật sự nghĩ rằng đi theo hắn là chuyện gì cũng phất lên sao viên thương u ám mở miệng ngươi muốn thoát khỏi ta chẳng dễ được vậy đâu nếu ngươi không nghe ta phân phó sau này chỉ càng chết thảm hơn thôi dù gì cô cũng từng là người của ma vực nếu hắn báo lại việc xảy ra ở đây phía ma vực cũng sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho kẻ phản bội liêu đình nhạn chỉ cảm thấy coi thường cái thứ đàn ông tệ giặc gì vậy bad boy ở thế giới huyền huyễn tu tiên với bad boy ở hiện đại đúng là có một kiểu. Toàn dùng có một thứ thủ đoạn khống chế bạn gái, dây dưa phiền phức, đe dọa. Liêu đình nhạn, nghe người phân phó. Nghe cái quần què, muốn kiếm chuyện cứ tự lếch xác mà đi không ai cản. Thân phận ta là gì nói nghe thử đi, ta coi có ai tin ngươi. Ngươi nói cho rõ cái thân phận ta ra nghe xem viên thương thấy dáng vẻ hống hách chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của cô cầm lên chuỗi lục lạc chỉ còn lại một viên ngươi đừng có quên linh vật sinh mệnh của ngươi vẫn còn trong tay ta này tuy là nó không thể khống chế ngươi nhưng chỉ cần nó ở đây thân phận ngươi không còn gì để tranh cãi hắn còn chưa dứt lời đã cảm thấy trên tay trống không lục lạc rơi vào tay liêu đình nhạn viên thương liêu đình nhạn nghe hắn nói năng nghiêm trọng tới vậy hình như là cái gì đó rất quan trọng. Phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng muốn giành về, không ngờ lại dễ dàng bắt được tới vậy. Đồ vật quan trọng tới vậy, cái thằng cha này lại cầm hớ hênh như thế, mới giật cái là giật được liền, bộ bị thiểu năng hà. Mắt viên thương chừng đến muốn lòi ra tới nơi, tốc độ của Liêu Đình Nhạn ban nãy cực kỳ nhanh, y còn chưa phát giác ra động tác của cô thì đã. Cơ mà sao lại vậy được? Tu sáu của cô không phải chỉ là luyện khí thôi sao? Sao lại có thể giành được đồ trên tay tu sĩ bậc nguyên anh kỳ cuối như y được chứ? Y phát hiện ra gì đó sai sai, cẩn thận tra xét mới phát hiện mình lại không thể nhìn thấu tu sáu của Liêu Đình Nhạn. Sao mà có thể, rõ là trước hôm qua cô vẫn còn ở tầng luyện khí. Tuy là vẫn chưa thành thục kỹ năng nhưng thanh XP thì thật sự ngầu lòi. Liêu Đình Nhạn cũng cảm thấy đẳng cấp của mình bây giờ cao hơn đối phương nhiều, lập tức xông xáo hơn hẳn, còn muốn cho y một trận. Lại là Tư Mã Tiêu, hắn, không ngờ hắn lại vì ngươi mà làm đến nước này. Viên thương nóng cả máu mắt, như sắp tự mình bốc khói mà chết tới nơi. Viên thương tức giận như vậy là có lý do, nhớ năm đó y cũng là con cưng của trời. Tiếc là sau này vì một sự cố lại sụt hạ tu vi, từ bậc hóa thần xuống còn nguyên anh, bao nhiêu năm nay ăn không biết bao nhiêu của quý nhưng tu sáu vẫn khó tăng lên lại. Kiếp này không còn hy vọng tiến thêm một bước nữa, thế nên nản lòng chán ngán một phen, tâm tính càng hẹp hòi dễ đố kỵ hơn. Bây giờ lại thấy con chó mà mình nuôi để đi cắn người là liêu đình nhạn một đức tới trời, thậm chí còn vượt hơn mình, y không chỉ ganh ghét tức tối mà còn cảm thấy hết sớp nhục nhé. Đáng chết! Viên thương bị kích động cực kỳ, trong tay xuất hiện một chuôi kiếm, đỏ mắt đâm tới hướng cô. Một con cá muối như liêu đình nhạn, bị tư mã tiêu ép uổng lật mình, biến thành cá muối hai ẩn mạ vàng. Tuy là có đẳng cấp rồi nhưng viên thương phát điên bất chấp mà động thủ, cô vẫn có chút hoảng hốt. Động tác của viên thương quá nhanh không cho cô kịp nghĩ gì, lập tức đón đòn của hắn. Nhưng cô cảm thấy mình còn chưa đụng gì đến viên thương, đối thủ đã bay ảo ra tít xa, đập chúng vào cây phượng tím rồi lăn xuống dưới bỏ trên đất một cách thảm thương. Mình bây giờ, ghê gớm tới vậy sao? Bàn nãy hình như chả có cảm giác gì mà. Liêu đình nhạn nhìn lấy bàn tay mình, lại nhìn viên thương ở bên kia, thằng cha này không phải bị cô đập chết rồi chứ. Từ mã tiêu đứng trên cây phượng tím buông tay nhìn Liêu đình nhạn đang ngờ nghịch đứng đó, nắn nắn sống mũi mình. Đúng là hóa thần dởm, đến một tên Nguyên Anh cũng đánh không lại sắp xếp một gian tế ma vực như thế này vào đây, cái tên này cũng chả phải thứ thông minh gì. Viên thương thổ huyết, hung hăng nghiến răng chừng liêu đình nhạn, người nghĩ giết ta thì thân phận của ngươi sẽ không bại lộ sao. Liêu đình nhạn thắc mắc đầy đầu, ủa ban nãy ai ra tay trước vậy? Ai muốn giết ngươi? Nói chuyện cho đàng hoàng nha. Viên thương, không ngờ cuối cùng ta lại chết trong tay loại đàn bà như ngươi, ta không cam tâm liêu đình nhạn có ai muốn giết ngươi đâu diễn hơi lố rồi á tém lại dùm cái đi cô nhìn viên thương với ánh mắt khó tả quay đầu bỏ đi viên thương vẫn đang thổ huyết thấy cô rời đi mới hết ngươi đứng lại liêu đình nhạn quay đầu ngươi còn muốn nói gì nữa làm ơn làm phước nói hết một lúc dùm đi được không nửa đêm nửa hôm mạo danh người khác đến chia tay bạn trai cũ người ta thiệt mệt mỏi quá đi viên thương ngươi phản bội ta có phải vì ngươi đã yêu tư mã tiêu không đúng là nực cười cái loại máu lạnh tàn bạo như hắn sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi nè không có nha ta không có người đừng có mà nói năng bậy bạ liêu đình nhạn hồi hộp nhìn trước nhìn sau không rõ tổ tông có lếch theo không có đang núp vách hóng không nếu mà để hắn nghe thấy mấy lời này hiểu lầm cô thích hắn rồi làm sao cô lập tức ngắt lời viên thương câm mồm, đừng có nói năng lung tung. người mỗi ngày đều nghĩ ba cái chuyện không đâu này, chắc chắn là mệt mỏi lắm. Khuyên người về khám bệnh uống thuốc đi, tìm chỗ tu tâm dưỡng tính, đừng có tối ngày đi kiếm chuyện, dễ chết sớm lắm đó. Nói xong cô lập tức chuồn. Viên thương lại hồng hộc phun ra một mụ máu, mọi chuyện hôm nay đều nằm ngoài dự tính của y. Tên tư mã tiêu kia sao lại có thể dung túng ả gian tế ma vực lưu đình nhạn này không lẽ thật sự là bị sắc đẹp làm cho mù quáng? Không, không thể nào, loại người như hắn sao có thể dễ dàng bị nữ nhân mê hoặc, nhất định là còn có chuyện gì mà hắn không biết. Người là huyết mạch của viên gia. Viên thương há hốc, quay đầu nhìn lên, nhìn thấy từ mã tiêu mặc y phục màu đen đi ra từ sau gốc cây. Gia tộc từng căm ghét ma vực nhất, giờ lại câu kết với ma vực, người nực cười hơn người khác nhiều kia hắn đi đến trước mặt viên thương, nhìn thấy nỗi sợ trong mắt hắn, trỏ vào chán hắn, nhắm mắt một thoáng, tự nhủ nói, thì ra là vậy. Viên thương không cách nào động đậy, cũng không mở miệng nói gì được, chỉ cảm thấy lúc món tay lạnh băng kia trỏ lên chán mình, tiềm thức với linh phủ của bản thân lập tức như bị cuồng phong quật lấy, thần hồn điên đảo, không chỉ cơ thể đau xiết mà hồn phách cũng muốn trôi đi. Tất cả bí mật của y đều bị người khác cưỡng ép tham xét được ầm um. thi thể của viên thương ngã ra trên đất cả phần đầu bị nghiền nát nhuộm hồng phiến hoa phượng tím mùi tanh át cả hương hoa khiến người khác khiếp đảm chương 22, thích giận lẫy trên đường quay về liêu đình nhạn trông thấy tư mã tiêu hắn đứng bên một khóm hoa đỏ tươi bóng người đen huyền như ác quỷ lượn lờ trong đêm đen không biết kia là giống hoa gì mùi hương vô cùng nồng nặc người nhiều còn thấy có chút nghẹt không ngửi được bất cứ mùi gì khác. Liêu Đình Nhạn đứng cách xa bảy thước mà hét, "Sư tổ, ngài vẫn chưa ngủ à?" Cô cảm thấy không gian đầy mùi chuyện kinh dị, hơi thấp thỏm hắn quay đầu qua sẽ không có mặt. Từ Mã Tiêu quay người, tay đang vò một bông hoa đỏ, mặt vẫn bình thường. Liêu Đình Nhạn phát hiện hình như hắn rất thích tiện tay vò nát cái gì đó, ví dụ như hoa hay quả, ví dụ như đầu người ta người đã lên bậc hóa thần rồi còn cần phải ngủ hà hắn đạp lên khóm hoa xinh đẹp kia mà bước tới hoàn toàn không hề kiêng kỵ liêu đình nhạn thật thà nói với ông chủ cảm thấy không cần thiết phải ngủ nhưng tôi muốn ngủ không cần ăn uống gì cả nhưng tôi vẫn muốn ăn tư mã tiêu người đúng là dị hợm hắn vứt đại bông hoa bị vò nát dưới chân quá khen á sao mà dị hợm bằng mấy người Liêu Đình Nhạn nhớ đến việc ban nãy bèn lân la dò hỏi. Khi nãy sư tổ nghe hết cả rồi sao? Vậy ngài cũng biết thân phận của tôi sao? Từ Mã Tiêu, ta biết từ lâu rồi, không ai có thể che giấu bất cứ gì trước mặt ta. Nhưng mà tới tôi còn chả biết gì hết cơ này. Liêu Đình Nhạn dò hỏi. Vậy tôi có thân phận gì? Người tới là để giết ta. Từ Mã Tiêu nhích lại gần cô, đưa ngón tay lau môi cô ngươi nói xem ta có nên giết ngươi không? Hỏi vậy rồi trả lời sao? Giờ mà giết thì hôm qua uổng công cứu một phen rồi, cô nghĩ mà đau cả đầu, muốn nhây cái gì đây chứ? Hơn nữa có thể nào bỏ ngón tay xuống rồi nói chuyện tiếp không? Người đang nghĩ cái gì? Mắt tư mã tiêu hơi ửng đỏ. Liêu đình nhạn, ban nãy ngài vò hoa chưa rửa đã chết lên miệng tôi rồi câu trả lời thẳng thắn như vậy chỉ có thể là dính trưởng bắp nói thật tư mã tiêu tắt bắp nói thật không muốn nghe mấy lời thật lòng phá nát bầu không khí này nữa hắn tiếp tục gặm hỏi cô theo đúng kiểu mấy tên phản diện ta có nên giết ngươi không liêu đình nhạn hít một hơi tôi cảm thấy không nên tư mã tiêu ô, tại sao thế liêu đình nhạn tôi đã cải tà quy chính rồi bây giờ tôi đã là người của phe sư tổ không ngờ sự chú ý của tư mã tiêu lại va vào một chỗ kỳ quái ta là bên chính hà liêu đình nhạn lập tức sửa lời tôi đã cải chính quy tà tư mã tiêu sửa mồm cũng mau đấy nói tới cũng tức cười hắn với ma vực bên nào chính bên nào ta cũng còn hơi bị khó nói ban nãy ngươi thật sự vô dụng hết sức đến một tên nguyên anh cũng đánh không lại tư mã tiêu đột nhiên nói đến chuyện này lúc này Liêu Đình Nhạn liền hiểu ra tên bạn trai cũ, ban nãy là do ai đánh bay. Đúng đấy, tôi cũng thấy thế. Cô dáng gượng cười, chắc chắn là không so nổi với sư tổ lợi hại đến thế. Hứ, mới làm hóa thần có một ngày, không có ai mà một lúc thuần thục tất cả kỹ năng đánh lộn được hết. Từ mã tiêu nhìn chăm chăm cái nụ cười không hề giả chân của cô, cũng tự dưng bật cười, tóm lấy tay cô kéo về, giết thêm vài người là quen thôi. Liêu Đình Nhạn sợ mất mật, đi đâu đấy? Tất nhiên là đưa ngươi đi giết người rồi, ta giết nhiều người lắm mới lợi hại được vậy đấy. Hắn âm u nói. Liêu Đình Nhạn khuỵu xuống tại chỗ, ngồi bệt ra đất, tôi không đi. Từ mã tiêu kéo tay cô, trông như bà mẹ kéo tay đứa con khó dậy trên phố, đứng lên. Liêu Đình Nhạn, không, tôi không muốn giết người. Từ mã tiêu, nếu ta một mực muốn ngươi phải giết thì sao? Liêu Đình Nhạn nằm ra đất, vậy ngài giết tôi cho rồi. Từ mã tiêu sầm mặt, người nghĩ ta thật sự sẽ không giết người đúng không? Nói thật, Liêu Đình Nhạn thật sự cảm thấy hắn sẽ không làm vậy, bởi vì cô còn chẳng cảm thấy được nguy hiểm. Dù sao thì cô cũng sẽ không đi giết người, vị tổ tông này thích làm gì thì làm cô lo không nổi, cô thì không giống vậy, chuyện cô không muốn làm thì có chết cũng không làm. Từ mã tiêu thật sự muốn cho cô một trường chết tươi. Trước đây nếu có người dám nói chuyện với hắn kiểu này sẽ lập tức chết lăn quay. Đâu có như cô, còn đứng có trương ra cái bộ mặt tỉnh bơ nữa chứ. Hắn nhấc tay rồi lại hạ xuống, cuối cùng sách cả người liêu đình nhạn lên. Có gì thì từ từ nói nhé, đừng có manh động. Liêu Đình Nhạn nhận thấy tổ tông vác mình lên tít cao, trong lòng thấp thỏm, lập tức ôm chặt eo hắn. Từ Mã Tiêu không để ý tới cô, nhìn thấy một tòa bạch nhạn phi các đang bay tới liền với tay tóm lấy. Bạch nhạn phi các kia thuộc sở hữu của Nguyệt sơ hồi, con gái của cung chủ Nguyệt chi cung. Cô con cưng của trời này là cô tiểu thư hồng hách có tiếng của canh thần tiên phủ, quen việc kiêu căng lỗ mãng. Mẹ của nàng là cung chủ Nguyệt chi cung hết sức cưng chiều nàng, bởi thế cô nàng cứ tung hoành ngang dọc ở canh thần tiên phủ, ai cũng phải ngao ngán nàng muốn có một tòa các lầu có thể bay lượn trong không trung cung chủ nguyệt chi cung liền cho đệ tử đi khắp nơi tìm kiếm nguyên vật liệu lại nhờ cậy bậc thầy luyện khí duy nhất xây nên tòa phi các linh khí ngút trời khiến người khác khiếp sợ cho cô con gái cưng vàng ngọc trước đây nguyệt sơ hồi thích ở trong phi các gọi người biểu diễn ca múa cho mình xem còn thường xuyên cưỡi phi các đi khắp nơi du ngoạn với hội chị em bạn gì gần đây vì từ tạng đạo quân xuất quan cung chủ Nguyệt Cung luôn ra sức dặn dò con gái, bảo nàng nhất định phải tránh xa từ tạng đạo quân. Nhưng Nguyệt sơ hồi không giống những người khác, nàng cảm thấy từ tạng đạo quân có vai vế cao, tu sáu cao, dù hung hãn có tiếng nhưng nàng vẫn cảm thấy hết sức ngưỡng mộ, bởi thế mấy ngày này thường xuyên để phi các của mình quanh quẩn gần bạch lộc nhai, chỉ muốn có cơ hội tình cờ gặp gỡ vị sư tổ bí ẩn này. Hôm nay cũng thế, nàng ngồi trước cửa sổ tầng 2 của phi các, trông ra xa nơi bạch lộc nhai dưới ánh trăng, tâm tình hoàn toàn không đặt tại đám ca múa phía sau. Bên cạnh nàng còn có một sư muội, cả hai cũng khá thân, thường xuyên chơi cùng nhau. Lúc này sư muội kia đang nhắc với câu chuyện từ tạng đạo quân, nghe nói hôm đó từ tạng đạo quân xem các đệ tử thi đấu ở Linh Nham Sơn Đài, liêu đình nhạn kia còn tựa lên gối của ngài giữa thanh thiên bạch nhật, ai ai cũng nhìn thấy, không biết tự ái tới vậy, rõ là một kẻ không biết phép tắc. Nguyệt sơ hồi nghe tới cái tên Liêu Đình Nhạn liền khó chịu, cáo bẩn đánh đổ cái ly ngọc quý báu mỏng như giấy ra bên ngoài. Được rồi, ta không muốn nghe chuyện của ả à nữa. Người như từ tạng đạo quân, sao lại để ý cái loại đệ tử nhỏ bé thế được cơ chứ? Thật là khó hiểu. Nàng đang nói thì cảm thấy bạch nhạn phi các của mình đột nhiên bay xuống bạch lộc nhai. Nguyệt sư tỷ, tỷ đừng giận, mau ngừng lại đi, sư phụ đã dặn rồi, không được đến gần Bạch Lộc Nhai. Sư muội cũng cảm nhận được phi các càng lúc càng gần Bạch Lộc Nhai, còn tưởng là tính tiểu thư của Nguyệt Sơ hồi lại nổi lên rồi, lập tức thận trọng khuyên. Nguyệt Sơ hồi mặt trắng bệch, "Không phải ta, ta không khống chế phi các được nữa, chuyện gì thế này?" Sư muội thét lên một tiếng, "A, à, kia, kia là..." Từ mã tiêu kéo phi các lượn lờ đằng xa vào trong Bạch Lộc Nhai sau đó ôm lấy Liêu Đình Nhạn vào trong phi các. Sức phòng ngự của phi các cứ như không tồn tại với hắn, Nguyệt Sơ Hồi còn chưa điều khiến được linh khí khống chế phi các được chút nào thì đã bị nắm luôn quyền điều khiển. Nàng và sư muội còn có cả phòng nô bộc tỷ nữ với mấy ca cơ vũ nữ đều giật thót trước sự kiện phát sinh đột ngột này, đặc biệt là khi thấy tư mã tiêu dắt theo liêu đình nhạn xông thẳng vào từ cửa sổ lầu 2, tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn họ, không biết nên phản ứng thế nào. tự tàng đạo quân nguyệt sơ hồi kích động hét lớn. từ mã tiêu đạp thẳng cẳng cô phen cuồng nhiệt tình kia ra khỏi cửa sổ. nguyệt sơ hồi a à, hắn đạp chủ nhân tòa phi các này ra ngoài, lại gói tất cả những người còn lại vứt đi, vứt ra khỏi phạm sáu bạch lộc nhai. sau đó nhốt một mình lưu đình nhạn vào trong phi các, nói với cô Ngươi cứ ở một mình trong này mà sám hối đi. Chừng nào sám hối xong mới được ra Bạch nhạn phi các xinh đẹp lơ lửng trên không trung bạch lộc nhai Bên trong chỉ còn lại một mình liêu đình nhạn Liêu đình nhạn, ê hê Cái này không phải cái phi các đám nhạn trắng kéo lúc trước thấy sao Lúc đó đã ngưỡng mộ muốn lên xem thử một lần Thế này là ước mơ thành sự thật rồi sao Mà đúng là bạch nhạn phi các này không hổ là cung chủ nguyệt chi cung xây cho con gái cưng Đầu đầu cũng tinh tế ngoài tòa lầu nhỏ còn có một khoảng đình viện với cả hoa viên. Lúc phi các trôi trên không trung rất gần với trăng trên trời, cứ như đưa tay là có thể chạm đến. Ngồi bên cửa sổ lầu 2, có thể nhìn cả dãy đèn lưu ly trải khắp canh thần tiên phủ, đích thị là nơi ngắm cảnh đêm tuyệt nhất. Cô rất thích nơi này, nếu cứ sống mãi ở đây cũng được. Trước đây, lầu 2 còn có rất nhiều đồ ăn thức uống được chuẩn bị cho Nguyệt Sơ Hồi, Giờ thì cũng lại hời cho Liêu Đình Nhạn. Vậy nên tên tổ tông kia thật lòng nhốt cô ở đây để sám hối sao? Để cô ở đây một mình hưởng thụ ánh trăng yên tĩnh, còn có đồ ăn ngon, rồi để cô ngủ thêm một giấc ngon lành nữa ha. Thật sự không hiểu nổi tư duy của hắn. Cô vui vẻ dạo một vòng dưới tầng lửng, phát hiện còn có ôn tuyền liền tiện thể ngâm mình, đổi bộ váy khác, chạy đến trước ban công nằm ngắm trăng. A à, trăng đẹp thật đúng là một mình yên tĩnh nằm đó vẫn vui hơn. Ngày hôm sau, gia chủ viên thị của Mạch Uyển Mai, tứ thời chi cung đưa theo thi thể của con trai thứ 18 viên thương tới Bạch Lộc Nhai thì gặp được cung chủ nguyệt chi cung lạnh mặt tới ra mặt cho con gái với trưởng môn sư thiên lũ dẫn theo động dương chân nhân của thanh cốc thiên đến bái kiến sư tổ. Trưởng môn, con trai tôi chết không rõ ràng, tôi phải đến chỗ từ tạng đạo quân làm cho ra lẽ. Viên gia chủ hết sức đau thương. Trưởng môn, hôm qua con gái tôi bị hạ nhục, đến quà tôi tặng cho nó cũng bị lấy đi. Tôi muốn hỏi từ tạng đạo quân đây có phải chuyện một sư tổ nên làm không? Nguyệt cung chủ lạnh mặt. Sư thiên lũ hết sức bình tĩnh. Ấy, vậy thì cùng đi gặp sư tổ đi, nghe xem ngài ấy nói thế nào. Từ mã tiêu nói thế nào? Trước tiên hắn liếc nhìn viên gia chủ, ta giết con người thì làm sao? Người có tận hai mươi mấy đứa con trai, hơn trăm đứa cháu, thiếu một đứa rồi sao? Thật sự nghĩ ta không biết ngươi đến để làm gì à? Chọc ta không vui thì ngươi với con ngươi, ta gặp một đứa giết một đứa. Lại nhìn Nguyệt cung chủ, con gái ngươi muốn đòi lại đồ của mình à? Được thôi, nếu ả chết thì thứ đồ kia thành vật vô chủ rồi. Rồi lại nhìn Sư Thiên Lũ, hôm nay ta không có kiên nhẫn. Sư Thiên Lũ đáp lời, sư bá bớt giận. Đệ tử của Động Dương là Liêu Đình Nhạn ở bên sư bá đã lâu, hôm nay đưa nó đến thăm Đồ Nhi. Từ Mã Tiêu nghịch phiến lá xanh trên cổ tay, ả à làm ta giận. Sư Thiên Lũ thất kinh, chọc tên ma đầu này không vui chỉ có một kết cục chính là chết. Trong lòng gã thầm tiếc nuối, lại cảm thấy nếu như vậy, sao có thể có người sống lâu được bên cạnh tên này, vậy xác của Liêu Đình Nhạn đâu? Từ Mã Tiêu, không có xác sư thiên lũ đã hiểu, xem ra là không toàn thay rồi. Tư mã tiêu đang nói thì tỏ vẻ khó chịu, nhíu chán rồi đạp gãy cái trụ ngọc cạnh bên, không có chuyện gì thì cút hết cả ra đi. Sư thiên lũ hết sức nhỏ nhẹ cáo từ rời đi, thầm nghĩ tư mã tiêu càng nóng nảy thì ngày gã mong càng sắp đến rồi. chương 23, Bánh bèo díu dít Sư thiên lũ cùng viên gia chủ và nguyệt cung chủ rời khỏi bạch lộc nhai, Nguyệt cung chủ ban nãy tối sầm mặt ở chỗ Tư Mã Tiêu nhưng cũng không dám nói gì, bây giờ lại chút giận lên người Sư Thiên Lũ. "Trưởng môn, chẳng lẽ ngài cứ nhẫn nhịn cho hắn ngang tàng như vậy sao? Trước đây ngài có hèn nhát như vậy đâu?" Sư Thiên Lũ ung dung hỏi, "Nếu không thì ngươi muốn thế nào?" Nguyệt cung chủ cắn răng, dù không thể giết được hắn đi chăng nữa thì chẳng lẽ chúng ta đông người như vậy cũng không giam được hắn sao? Sư Thiên Lũ bật cười, giam giữ sao, giống 500 năm trước ấy à? Nguyệt cung chủ bị ngắt lời, nhớ lại lúc trước không khỏi giận người. Lúc đó cũng chính vì không thể giết tư mã tiêu, muốn khống chế hắn triệt để nhưng lại không thành công, ngược lại còn mất không biết bao nhiêu người, tu sáu của hắn còn tăng vượt bậc, cuối cùng phải hy sinh rất nhiều đệ tử mới giam được hắn trong Tam Thánh Sơn 500 năm, vốn định giam hắn trong cái nơi hoàn toàn không chút linh khí kia 500 năm lại thêm phải nuôi dưỡng lửa thiêng, nhất định sẽ khiến hắn suy yếu, đến thời cơ có thể xử lý được nhưng rốt cuộc hắn chẳng những không yếu đi mà còn lợi hại hơn 500 năm trước. Từ Mã Tiêu là thiên tài vạn năm có một của tộc Phụng Sơn, tư chất của hắn không ai có thể so được, dù có là đường chết thì hắn cũng có thể tìm được lối ra, đến sư phụ của sư Thiên Lũ còn từng bại dưới tay hắn, gã cũng không còn dám xem nhẹ Từ Mã Tiêu nữa hiện giờ tất cả bọn họ đều đã biết sợ, chỉ có thể dè dặt giữ cân bằng. Trong lòng mọi người đều rõ, chỉ cần tư mã tiêu chưa dẫm vào giới hạn của họ, giết vài người mà thôi, họ chỉ có thể nhẫn nhịn, mà điều này hiển nhiên là tư mã tiêu cũng rất rõ. Hắn hành động trông có vẻ rất ngang tàng không kiên nể gì nhưng thật ra rất có chừng mực, không hề giống một tên điên chút nào, có lúc sư thiên lũ còn hoài nghi liệu hắn có điên thật không nếu chịu đau đớn thế kia mà hắn vẫn chưa điên thì người này đúng là còn đáng sợ hơn. Động đến hắn chỉ khiến canh thần tiên phủ tổn hao nguyên khí hơn. Nếu hắn thật sự không màn tất cả muốn đối phó với chúng ta cũng chỉ khiến cả hai cùng tổn thất. Sư thiên lũ nhìn sang nguyệt cung chủ, nghiêm túc mà sâu xa, dáng mà nhịn vậy. Không ai có thể cứ hống hách mãi, mà sự cân bằng nhỏ bé này cũng sẽ có ngày đổ vỡ. Nguyệt Cung Chủ cũng do thân phận tôn quý đã lâu không bị chọc tức, bỗng dưng bị người khác và cho lại có chút không nhịn được. Đi một chuyến như vậy rồi rốt cuộc cũng phải chọn nhẫn nhịn. Bà phất tay áo quay về Nguyệt Chi Cung của mình, còn phải dỗ dành cô con gái cưng nữa. Còn về phía viên gia chủ, nguyên nhân lớn nhất khiến ông tới gặp Tư Mã Tiêu không phải là vì đứa con trai. Tư Mã Tiêu nói không sai, con trai của ông nhiều tới vậy, dù là có hơi thiên vị viên thương một chút nhưng mấy năm nay tu sáu của viên thương không thể tăng cao. Ông đã không còn quan tâm đứa con trai này nhiều như trước nữa. Hôm nay tới là vì nguyên nhân khác. Hiện nay thì trong lòng ông đã có tính toán, cũng chẳng nói gì nhiều, gật đầu với sư thiên lũ rồi về viên thị của mình. Ông vừa về tới viên gia liền cho gọi thuộc hạ đắc lực của mình tới căn dặn, tạm thời giam hết tất cả thân tín bên cạnh viên thương lại, thẩm vấn kỹ càng, xem xem rốt cuộc nó đã làm gì ông cũng không phải loại ngu ngốc ra tay lại dứt khoát rất nhanh đã biết được một số chuyện viên thương từng làm biết được con trai mình có quan hệ với ma vực viên gia chủ cũng kinh ngạc một phen liêu đình nhạn kia không ngờ lại là người của ma vực do nó gài vào nó cũng đúng là gan to bằng trời viên gia chủ tức giận mắng ông đoán ra được đứa con trai từng rất giỏi giang này hẳn là vì chuyện bị thương khiến tu sáu tụt bậc mới sinh ra tâm ma mới dám làm ra những chuyện thế này. May là nó chết rồi, à gian tế ma vực kia cũng chết rồi, nếu không gây ra sóng to gió lớn gì thì viên thị cũng bị ảnh hưởng. Sau khi sư Thiên Lũ quay về, việc đầu tiên là đến đăng các. Mặt mũi của đệ tử gác đèn trông rất khó coi, thấy gã trở về vội vàng bẩm báo, "Sư tổ, con đang định đi bẩm báo với sư tổ đây, trận đèn sinh mệnh của đệ tử kia không biết sao lại đột nhiên tắt mất rồi." Hồn phách cũng không chịu về được. Sư thiên lũ tới chính là để xem chạm đèn sinh mệnh của Lưu Đình Nhạn. Bây giờ đèn đã tắt, xem ra quả đúng là người đã chết rồi. Xác nhận xong chuyện này, trong lòng gã cũng thấy đáng tiếc, lại thiếu mất một món công cụ lớn có thể lợi dụng. Thôi vậy, không cần xem nữa. Lưu Đình Nhạn, một người từng được từ tạng đạo quân đám đuối lại chỉ trong mấy ngày ngắn mùi bị từ tạng đạo quân giết chết tin tức này sau khi truyền ra lại gây nên một phen náo loạn. Liêu đình nhạn chết thảm không toàn thay trong lời đồn vừa ngủ một giấc dậy. Cô ngồi ngắm trăng bên ban công phi các, ngắm mãi rồi ngủ thiếp đi, vừa tỉnh dậy đã thấy ánh sáng rạng rỡ khắp nơi trước mắt. Cô trở mình, nhìn thấy tư mã tiêu ngồi bên cạnh. Một tư mã tiêu thật to lớn. Tổ tông sao mà tự dưng trông to vậy? Bàn tay hắn chìa sang cũng thật to, đích thị là một người khổng lồ liêu đình nhạn có linh tính không ổn cô chân chân nhìn tay tư mã tiêu vút ve ra bụng của mình cả người cô đều đã biến nhỏ lại không có mặc quần áo cái bụng lông mềm mại căng tròn trông rất muốn sờ cô lại nhìn thấy móng của mình còn có một cái đuôi liêu đình nhạn á tiếng thét truyền ra lại giống như tiếng khóc hu hu yếu ớt cô bỏ dậy từ thảm dùng ngón vuốt đầy lông xám bưng lấy mặt, á. À. Tư mã tiêu, ha 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 ha. Hắn cười bật ngửa ra gối tựa của cô. Liêu đình nhạn nhận ra hình như mình còn có thể dùng vài kỹ năng. Ví dụ như cô còn có thể nhìn thấy một đóa hoa đỏ nhỏ xíu trong não mình. Còn có không gian bên trong đó. Đồ vật lúc trước chuyển từ túi gấm vào vẫn còn. Cô tìm ra được gương, ôm lấy cái gương bây giờ còn to hơn cả đầu của mình tựa lên gối. Trong gương là hình ảnh một con dái cá màu xám, da lông bóng lưỡng. Chính là con bánh bèo hu hu trong thế giới động vật, tiếng kêu díu díu nghe như tiếng nhõng nhẽo. Con dái cá ngồi ngẩn ngơ trước cái kính, làm một lượt các động tác ngắm vuốt, sờ lông bụng, vẫy đuôi vân vân. Đờ mờ nó mình biến thành dái cá rồi sao?" Liêu Đình Nhạn quay đầu nhìn Tư Mã Tiêu, nhào tới cho hắn một cú gậy đầu, "Sao lại biến tôi thành thế này?" mau biến lại như cũ nhanh. Ngực to, chân dài, mặt đẹp. Từ mã tiêu đưa tay cản đầu cô lại, giọng nói còn mang ý cười, có vẻ tâm trạng rất vui. Không phải ta muốn biến ngươi thành thế này mà là tự ngươi muốn biến ra như vậy. Liêu đình nhạn cho hắn một vuốt, nghe có lọt lỗ tai chút nào không, thứ heo mọi nói năng bậy bạ. Tuy là cô chỉ phát ra tiếng ríu rít nhưng tư mã tiêu cứ như hiểu được, ta cho ngươi ăn một viên hoán hình đan, bởi vậy ngươi sẽ biến thành một hình tượng khác dựa theo thứ mà ngươi có ấn tượng sâu sắc nhất. Liêu Đình Nhạn nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình, cô mơ thấy mình lướt bua, coi xong mèo với gấu trúc trông như cái bánh dày xong lại lướt chúng video một con dái cá. Dái cá lông bóng sờ rất đã tay, trong giấc mơ cô rất muốn sờ thử. Mẹ nó, tại sao chứ? Giờ thì sờ đã tay mà cô sờ không được, còn tên tư mã tiêu kia lại được lời uây bua tai hại thật sớm biết vậy đã nghĩ đến mấy anh đẹp trai nam thần nhiều chút biến thành ai cũng lời rồi ai mà không muốn biến thành trai đẹp cơ chứ giờ thì hay rồi biến thành một con rái cá cô cầm phẫn mà kêu ríu rít đẩy cái tay tư mã tiêu đang sờ bụng mình ra biến tôi thành như vậy còn muốn chơi rái cá biến đi tư mã tiêu cười lớn cười tới bật ra sau cực kỳ vui vẻ liêu đình nhạn tôi mới đụng trúng huyệt cười của ông hay gì? Làm cái gì mà cười dữ vậy? Cô nhắc hai vút trước lên, gác lên chân tư mã tiêu, hét lên với hắn, biến tôi trở lại đi. Tư mã tiêu trưng ra cái tư thế cá mùi y như cô, nằm trên cái thảm đáng lẽ cô mới là người được hưởng thụ, chậm rãi nói, hoan hình đan, ngươi sẽ phải giữ cái tướng này ba tháng. Khi không cho cô ăn cái thứ đó, khiến cô phải làm giái cá ba tháng, cái con heo mọi này đúng là là thứ yêu ma quỷ quái lại còn cực kỳ thâm độc nữa chứ liêu đình nhạn ngồi ở đó bực dọc một hơi cảm thấy giận mệt rồi lại nằm đơ ra nghỉ ngơi một chút cô vừa mới lim dim lại cảm thấy bụng bị vuốt ve mấy cái cô đẩy cái tay kia ra chở người rất nhanh bàn tay lạnh băng kia lại tiếp tục sờ lưng cô thật ra cũng khá thoải mái sờ như vậy khá dễ ngủ bỏ đi, coi như hắn mát xa cho mình. Liêu Đình Nhạn rất nhanh chóng nhận ra, là một con gái cá thì cuộc sống vẫn chả khác gì so với trước đây, vẫn là cuộc đời nghỉ mát ăn no ngủ kỹ. Bởi vì chỉ là ngoại hình cô thay đổi, kỹ năng thì vẫn có thể dùng tiếp, vậy nên cô vẫn có thể bay, lượn lờ trong không trung trong hình dáng một con gái cá so với lượn lờ trong không trung với hình dáng của một con người thật ra còn tiện hơn một chút, bởi vì chẳng cần để ý hình tượng, lúc ngâm mình còn có thể ngây ngang nằm trên mặt nước, đến việc lười biếng cũng có thể lười biếng một cách quang minh chính đại như lẽ hiển nhiên. Chả trách thời hiện đại lại nhiều nhân viên chăm chỉ muốn làm mèo tới vậy, thật ra làm giái cá một thời gian cũng không phải là không thể chấp nhận. Vấn đề duy nhất là Tư Mã Tiêu có vẻ rất thích chơi giái cá, lúc trước thường chẳng thấy bóng dáng đâu nhưng giờ thì luôn luôn đến sở mấy phát, lúc hắn đến hồ tắm còn cưỡng chế sách cô theo tắm chung cô bèn nằm trên bụng hắn cùng ngâm trong cái hồ nước lạnh băng liêu đình nhạn không thích ngâm nước lạnh đợi tư mã tiêu không phản ứng liền bay lên bờ đến thảm nằm ngủ cô đang ngủ thì mãng xà đen lại bò vào điện anh hai rắn đen này gần đây thất sủng tư mã tiêu không thèm để ý đến nó nó tự sống ở bạch lộc nhai cũng khá tự do đủ ăn đủ uống ngày ngày lười biếng quấn trên cột còn dạo quanh trên núi bắt vài món đồ chơi về chơi đầu óc nó không được tốt lắm không nhận ra liêu đình nhạn đã biến thành giái cá thấy cô nằm trên địa bàn của chủ nhân bèn bò sang đùa nghịch với cô đùa nghịch của mãng xà đen chính là ngậm cô trong mồm mãng xà đen không tùy tiện ăn mấy con vật nhỏ chỉ là thích hù dọa chắc là tật xấu học từ chủ liêu đình nhạn đang ngủ ngon lành tự dưng phát hiện mình bị anh hai mãng xà đen ngậm trong mồm Cô đang nghĩ xem làm sao mở được miệng rắn thì miệng của mãng xà đen đã bị con thủy quái tổ tông từ trong hồ bước lên cại ra. Từ mã tiêu sách rái cá ra, cốc đầu mãng xà đen. Sao mà đần độn được vậy? Né ra. Lúc nãy mãng xà đen không nhận ra nhưng bây giờ đã phát giác được mùi quen thuộc trên người liêu đình nhạn. Nó không biết sao đồng đội mình tự dưng lại biến thành thế này nhưng bị cốc cho một phát không dám chơi với đồng đội nữa. Lùi thủi thè lưỡi bò đi. Liêu Đình Nhạn vừa rồi bỗng dưng bị nuốt vào miệng mãng xà, còn định tần nó một trận nhưng bây giờ thấy nó tội nghiệp bỏ đi, cô lại cảm thấy đều là lỗi của Tư Mã Tiêu, nếu không phải tại hắn cho cô ăn cái thứ kia, bé đen nó sẽ như vậy sao? Bé đen chỉ là đứa trẻ thiểu năng thôi mà, sao lại đánh nó? Tư Mã Tiêu và Liêu Đình Nhạn nhìn nhau một lúc, đột nhiên hắn sầm mặt sách cô ra cửa, ngoắc con rắn đen đang bỏ ra ngoài trở vào lại sau đó cậy cái mồm khủng bố của nó ra nhét rái cá vào trong mãng xà đen liêu đình nhạn tự nhiên nổi điên ông là con nít hà liêu đình nhạn bò ra từ miệng mãng xà rửa giấy tấm lông nằm trên phiến vải trên đỉnh đầu mãng xà để nó đưa mình đi hóng gió phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn